Hello， 大家好，我是大文，欢迎大家收看我的视频。今天呢，我那个大凡哥他有一些朋友过来拜年，然后呢，我跟我小助手他们也再来一起帮忙，然后帮他切一些菜啊、洗洗菜之类的。我拉门就干。现在切莴笋，莴笋找猪肉。客人来到了。现在切这个番茄，等一下拿来焖那个，叫什么鱼来的？老鼠鱼。老鼠鱼还是没有听到这个名称。再切一点青椒。开起来！trái của nó phải gặp cái giao kiểu văn sáng với người này đây rồi. Ai gọi mày á? Không còn ai á? Ta rồi thì mình chạy đến này, anh này được rồi. Người dân chạy. Đừng rồi, ông ơi, đừng rồi mà về. Cái này đại biểu mà, cái này cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy?对吗？好了，我们现在开始吃饭了。感谢大家收看我的视频了，我们下期再见。